Nhãn hàng Vương Bảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vương Bảo với thành phần nán hoa trắng kết hợp với hải trung kim, rau tàu bay và xài hồ nam, Vương Bảo đã được nghiên cứu lâm sàng có tác dụng giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến, hay còn gọi là u sơ tiền liệt tuyến. Từ đó Vương Bảo hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu rác, tiểu không hết, tiểu nhiều lần ở người cao tuổi. Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui, được phát sóng vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Vương Bảo đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, phì đại tuyến tiền liệt hay còn được gọi là u sơ tiền liệt tuyến là một căn bệnh thường xảy ra đối với nam giới trong độ tuổi trung niên và đang có xu hướng là trẻ hóa. Mặc dù đây là một căn bệnh lành tính, thế nhưng nếu chúng ta chủ quan lơ là thì bệnh sẽ có thể gây ra những ảnh hưởng đối với sức khỏe. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gọi về cho chương trình thông qua số hotline, đó là 1800 1258, thắc mắc về vấn đề khi mà bị phì đại tuyến tiền liệt để lâu dài thì nó sẽ gây ra những ảnh hưởng rất là khó lường đối với sức khỏe. Và trong chủ đề của chương trình ngày hôm nay, phì đại tiền liệt tuyến gây ra những ảnh hưởng gì, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bay, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Thanh Phương, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, khi quý vị có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là phì đại tiền liệt tuyến gây ra những ảnh hưởng gì đối với sức khỏe, quý vị có thể gọi điện thoại đến số hotline của chương trình hoàn toàn miễn cước, đó là 1800 1258. Còn bây giờ Thanh Phương xin được kính mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm của chương trình. Đi đâu từ sáng tới giờ chúng ta tôi thật chưa chịu về. La 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 la. Từ hồi sáng tới giờ bà đi đâu? Thì sau khi làm bổn phận người vợ xong, sáng sớm tôi tụ năm tụm bảy, tôi đi uống cà phê, rồi qua 9 giờ cái tôi chơi đánh cờ. Lúc mẹ bà đặt xanh tật cuốn cờ nữa hả? Cờ gì? Cờ tướng chứ cờ gì? Cờ tướng chứ cờ gì? Mà sao giờ này mới vậy? À, tôi đi massage. Bắt đầu từ ngày mai tôi cấm bà đi bước ra khỏi nhà nghe chưa? Từ hồi nào giờ tôi ở trong nhà rồi ông có ngó ngàng gì tới tôi, ông có quan tâm gì tới tôi không? Thì sao? Ông đi làm về cơm nước xong xuôi là ông vô cái phòng đọc sách, ông đóng cửa một cái rầm, ông đâu quan tâm tới tôi. Sẵn đây tôi nói cho bà biết luôn, bắt đầu từ ngày hôm nay tối ngủ tôi ngủ ở trong phòng sách, còn bà ngủ ở phòng đó riêng một mình bà. Vậy thì tôi làm cái gì thì kệ tôi, ông quan tâm tới tôi làm cái gì? Nè. Dạ anh chị. Anh chị có gì mà to tiếng quá vậy? Em đi mới tới cổng thôi đó, tưởng có chuyện gì xảy ra em nhào vô đây liền đó. Anh của em đó, dạo này ghen với chị đó. Trời ơi, ghen hả? Thì anh muốn quan tâm tới cuộc sống của vợ anh cho nó chu toàn á mà. Tôi là người chu toàn, chứ ông mới là không chu toàn đó. Ta nói là cơm nước ha, là chị lo đầy đủ hết. Dạ. Đời sống tinh thần chị cũng lo đầy đủ hết tất cả. Cái điều này em biết chị mà. Chỉ có chuyện là đời sống vợ chồng thì không có hòa hợp. Trời ơi, bà nói cái đó, ngày mai là cả xóm này biết hết luôn á. Không có. Dạ? Đang nói chuyện người ta chứ không phải nói chuyện vợ chồng chị. Dạ, chị yên tâm đi. Mấy cái chuyện khác là em tám được, chứ mấy chuyện này em kính lắm. Nói nghe nè, cái chuyện vợ chồng á không có hòa hợp. Bộ dạo này là anh bị stress hay bị căng thẳng cái gì hay sao mà? Tôi sẵn đây anh chia sẻ cho em biết luôn nè. Cả năm nay á anh bị phì đại tuyến tiền liệt. Hả? Đêm á thức dậy á 3-4 lần để đi tiểu, một đêm như vậy tiểu 5-6 lần mà tiểu khó nữa, ngủ nghe nó không được thẳng giấc, nên làm rồi. Vợ anh càng ngày càng trẻ đẹp ra, cứ sửa soạn vậy hoài, rồi đi ra ngoài hoài, hỏi sao anh không bực? Tại anh không chịu nói, tự nhiên cái đùng đùng mà sách mền, sách gối vô trong phòng đọc sách, không quan tâm gì tới chị hết á, cho nên chị tưởng là anh chê chị già, rồi anh chán anh chê. Tại anh thấy em á đi làm cả ngày về mệt, tối về phải cho em nghỉ ngơi mà. Ngủ chung với em á, anh cứ thức đêm vậy hoài á, sợ em thức giấc, em ngủ không ngon giấc, cho nên anh mới qua phòng sách anh ngủ á. Chua quá à. Anh bị bệnh á, phì đại tuyến tiền liệt anh phải chia sẻ với vợ anh đó. Hoặc là để cho chị đưa anh đi thăm khám bác sĩ, để đưa ra phác đồ điều trị. Trời ơi, từ lúc mà anh bị cái chứng bệnh đó, ai xúi anh muốn cái gì anh cũng muốn hết trơn á. Sao anh dại quá vậy? Sao anh dại quá vậy? Tự nhiên đi nghe lời người ta, uống tầm 7 tầm 3 sao được?
Em xin lỗi anh nha. Em ơi. Dạ. Ảnh á, ảnh không biết gì á, người ta kêu gì uống cái đó à. Nhưng mà em có biết cái cách nào điều trị hay không? Hay là em có biết là bác sĩ nào giỏi không? Chỉ vợ chồng chị đi. Dạ. Bây giờ em mời anh chị nghe bác sĩ tư vấn về ảnh hưởng của phi đại tuyến tiền liệt. Từ đó mình sẽ có một cái cách điều trị hợp lý để mau hết bệnh nha. Chào thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật bị phì đại tiền liệt tuyến nhưng nghĩ rằng đây là một căn bệnh lành tính nên chủ quan và không chữa trị. Vậy thì nếu như để bệnh này cứ kéo dài thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe ạ? Tiền liệt tuyến ở nam giới đó thì nó nặng vào khoảng 10 đến 20 gram thôi và nó nằm ở ngay cái cổ bàng quang. Nó bao bọc chung quanh cái niệu đạo. Tôi nói cái vị trí như vậy để nói đến những cái ảnh hưởng khi nó phì đại. Phì đại tiền liệt tuyến nó phát triển các cái mô tuyến lành tính và rất hiếm khi chuyển sang ung thư. Và chính vì vậy nó cũng gây ra những cái tâm lý là lành tính thôi, không thèm để chữa. Tuy nhiên khi mà tiền liệt tuyến nó phì đại, cái mức trên 20 gram tới 30 gram tới 40 gram do cái vị trí nó nằm ở cái cổ bàng quang, cho nên khi nó lớn nó to ra nó sẽ chèn vào cái bàng quang, mà bàng quang thì tích trữ nước tiểu. Khi nó trữ nước tiểu khoảng trên 300 ml thì nó kích thích, nó làm cho cái cửa của niệu đạo mở ra và chúng ta cảm giác buồn tiểu để tống xuất cái nước tiểu ra ngoài. Tuy nhiên vì nó chèn vào cho nên nó làm giảm cái thể tích của bàng quang, nước tiểu mà ứ trong đó chút xíu thôi là nó mắc tiểu. Cái điều thứ nhất nó gây ra cái biểu hiện như vậy. Cái kế tiếp là nó chèn vào cái đường dẫn niệu đạo đi ra ngoài, cho nên khi đi tiểu nó tiểu khó, phải rặn nó mới ra nước tiểu. Đôi khi nó tiểu xong rồi nó bích lại, rồi nó xón tiểu. Và khi đi tiểu có khi nó buốt, nó rát và đi rất lâu, nhỏ giọt. Thậm chí cái người đó phải rặn và rất mệt mỏi sau khi đi tiểu. Nặng hơn nữa thì nó có thể nó không đi tiểu được và nó ứ lại nước tiểu, thì nó sẽ gây những ảnh hưởng. Những ảnh hưởng lúc nãy tôi mô tả là triệu chứng khó chịu khi đi tiểu thôi. Còn những ảnh hưởng về sau, thí dụ như nước tiểu nó bị bích lại, nó ứ lại ở bàng quang. Và khi nó ứ lại như vậy đó, nó sẽ gây ra viêm bàng quang. Rồi nó làm ngược dòng lên, nó có thể viêm thận, bể thận ở phía trên. Nó gây thận ứ nước, rồi nó gây viêm thận, cầu thận, vân vân. Cái tiền liệt tuyến nó phì đại, sơ hóa một số cái mô tuyến và nó giảm sản xuất tinh dịch. Nó sẽ làm giảm thiểu đi cái nuôi dưỡng và nó có thể đưa đến cái tình trạng là hiếm muộn. Khi mà tiền liệt tuyến phì đại thì cái khuynh hướng chọn lựa những cái thuốc điều trị, thì các cái thuốc này nó lại có cái tác dụng phụ, nó làm ảnh hưởng đến rối loạn cương dương. Nếu mà những cái tiền liệt tuyến nó lớn quá, chúng ta phải thủ thuật hay phẫu thuật, thì các cái phẫu thuật, thủ thuật này đôi khi nó lại gây ra những cái biến chứng, nó ảnh hưởng đến, gây ra rối loạn tình dục, rối loạn cương cho cái người nam. Vậy thưa bác sĩ, chúng ta có những cái giải pháp nào để điều trị phì đại tiền liệt tuyến một cách hiệu quả, an toàn và không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý ạ? Thì đối với y học hiện đại đó, nó có cái phương pháp điều trị nội khoa và phương pháp điều trị ngoại khoa. Thì chỉ định điều trị ngoại khoa khi nó quá 40 gram, nó lên 50 gram, 60 gram và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái đường tiểu. Nó làm bí tiểu hoặc là nó làm cho viêm đường niệu ngược dòng, viêm thận, bể thận, ứ thận, thận ứ nước vân vân, thì lúc bây giờ người ta mới có chỉ định phẫu thuật. Từ những cái thủ thuật nông cái niệu đạo cho tới sử dụng nhiệt để hỗ trợ, để giúp cho giảm thiểu đi cái sự phì đại tiền liệt tuyến này, và tới cái phẫu thuật là cắt bỏ. Các cái phẫu thuật này đó thông thường thì nó suôn sẻ, tuy nhiên một số trường hợp nó để lại những cái di chứng vô sinh hoặc là hiếm muộn. Chính vì vậy đó thì trong cái y giới người ta cũng tìm phương pháp nào để giúp cho hoàn thiện cái điều trị phì đại tiền liệt tuyến ở nam giới. Đó là các cái công trình nghiên cứu, người ta dựa vào các cái kinh nghiệm dân gian từ trước tới giờ của y học cổ truyền đã sử dụng những cái loại nào nó có hiệu quả và người ta nghiên cứu nó. Thì cái nổi bật trong số những cái dược thảo đó là cái nán hoa trắng. Cái nán hoa trắng này dân gian người ta đã có sử dụng trong các cái trường hợp tiểu gắt, tiểu buốt. Cái nán hoa trắng thì nghe cái tên thì chúng ta thấy nó xa lạ, nhưng mà chúng ta nói cái đại tướng quân thì nó rất là quen thuộc. Qua cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có chứa các cái thành phần hoạt chất, nó có cái hoạt tính sinh học. Trong đó cụ thể từ lá cho tới rễ cho tới thân củ của cái nán hoa trắng này đều có chứa cái alkaloid. Cái alkaloid này chúng ta hiểu cái hoạt tính sinh học của nó. Nó có tác dụng sinh học rất mạnh, nhưng mà nó không tan trong nước. Người dân gian đó chúng ta dùng cái rượu để tẩm lên sao vàng rồi nấu nước uống đó, thì nó tan được trong nước.
sau khi tẩm rượu lên. Và như vậy người ta sẽ chiết ra được cái alkaloid này. Nó có hoạt tính sinh học rất mạnh. Và một cái điều chúng ta cần phải chú ý nó là độc. Thì như vậy khi mà chúng ta tẩm rượu sau lên thì nó càng tan nhiều trong nước hơn. Và cái khả năng gây độc này nó lớn hơn. À, chính vì vậy đó, những công trình nghiên cứu mà chúng ta thấy nổi bật nhất là cái nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Bá Hòa, thấy rằng trong cái alkaloid này nó có tác dụng làm giảm đi cái sự phì đại của tế bào tiền liệt tuyến khoảng 35%, rất là tốt trên thực nghiệm. Và bên cạnh đó thì những cái chuyên gia người Hàn Quốc, người Nhật, người ta cũng nghiên cứu thì người ta ghi nhận được giảm cái sự phì đại tiền liệt tuyến này. Và khi mà chiết xuất đó thì người ta chú ý cái liều lượng để làm sao giảm cái độc tính. Thì qua công trình nghiên cứu này thì người ta ghi nhận rằng cái nán hoa trắng nó có tác dụng giảm kích thước của tiền liệt tuyến vào khoảng 35%. À, ngoài ra đó, trong dân gian người ta không chỉ sử dụng cái nán hoa trắng mà có thể người ta sử dụng thêm phối hợp. Cấu trúc của một cái thang thuốc đông y bao giờ nó cũng phối hợp các vị lại với nhau. Mà người ta hay dùng cái từ là quân thần tá sứ đó. Cái quân là cái vị thuốc chính. Thì thí dụ như trong trường hợp này, người ta sử dụng nán hoa trắng vị thuốc chính thì người ta sẽ phối hợp thêm những cái dược liệu khác. À, thí dụ như người ta phối hợp thêm hải trung kim, xài hồ nam, rau tàu bay. Những cái dược liệu này nó có cái tác dụng như là tá, như là sứ, như là thần. Tức là nó hỗ trợ, nó làm tăng cái tác dụng của cái nán hoa trắng lên và đồng thời nó giải quyết những cái tác dụng phụ nếu có của nán hoa trắng. Và như vậy khi phối hợp cái bài thuốc có thêm cái hải trung kim, xài hồ nam thì nó sẽ hỗ trợ cho cái tiểu đêm, tiểu gắt hay là tiểu khó là triệu chứng thường hay có của cái người phì đại lành tính tiền liệt tuyến. Vương Bảo với thành phần nán hoa trắng kết hợp với hải trung kim, rau tàu bay và xài hồ nam, Vương Bảo đã được nghiên cứu lâm sàng có tác dụng giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến hay còn gọi là u xơ tiền liệt tuyến. Từ đó Vương Bảo hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu rác, tiểu không hết, tiểu nhiều lần ở người cao tuổi. Cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ ạ. Và thưa quý vị, khi chương trình đang diễn ra thì chúng tôi cũng nhận được khá nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả đó là bác Minh Đức, 65 tuổi ở Rạch Giá, Kiên Giang ạ. Xin chào bác sĩ, tôi bị phì đại tuyến tiền liệt và đã dùng nhiều loại thuốc mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Chứng tiểu đêm, tiểu khó vẫn lai dai mãi không dứt, rất là khó chịu. Tôi cũng đang băn khoăn muốn chuyển sang dùng thảo dược như bác sĩ phân tích trong chương trình thì có được không? Xin được cảm ơn câu hỏi của bác vừa rồi. Xin mời phần tư vấn của bác sĩ ạ. Vâng, xin chào anh Đức. Tình trạng của anh đó thì cũng là thắc mắc của rất nhiều người khi đến các cái phòng khám để xin được tư vấn cũng như sử dụng các cái loại thuốc và thảo dược. Ở cái độ tuổi 65 tuổi có phì đại tiền liệt tuyến như anh và đã sử dụng nhiều loại thuốc nhưng mà nó không hiệu quả. Anh nên đi khám để xem cái kích thước nó như thế nào và cái mức độ ảnh hưởng đó nó có nhiều hay không. Thì khi đó sẽ quyết định dùng thuốc nội khoa không thôi hay là phải dùng những cái phương pháp nào để điều trị cho dứt điểm tình trạng của anh. Bên cạnh đó anh muốn tìm để điều trị các cái thảo dược thì điều đó rất là tốt anh ạ. Bởi vì các cái biểu hiện như tiểu đêm, như tiểu gắt, tiểu buốt đó thì ngoài cái chuyện của phì đại tiền liệt tuyến ra có thể nó có thêm một số cái bệnh lý kèm theo là viêm bàng quang, nhiễm trùng tiểu hoặc viêm bàng quang rồi. Và viêm bàng quang hay nhiễm trùng tiểu này cũng có thể là cái hậu quả của phì đại tiền liệt tuyến kéo dài. Chính vì vậy đó thì có thể người thầy thuốc người ta sẽ cấu tạo một cái bài thuốc để điều trị cho trường hợp của anh. Tuy nhiên nó có những cái sản phẩm để có thể tiện dụng hơn, anh có thể sử dụng thử trước để nếu mà nó giải quyết được thì anh chỉ sử dụng như thế thôi. Còn nếu không anh nên đến thầy thuốc y học cổ truyền để người ta cấu tạo một cái bài thuốc phù hợp với tình trạng của anh, giải quyết các cái khó chịu của anh trong thời điểm hiện nay. Và anh cũng nhớ đó là khi sử dụng thảo dược thì thời gian phải lâu dài. Bởi vì thảo dược nó khác với các cái thuốc y học hiện đại. Thuốc y học hiện đại là trúng đích, là tấn công ngay. Còn thảo dược là nó phải thông qua một cái cơ chế tự nhiên trong cơ thể để cơ thể đáp ứng và chính cơ thể nó sẽ tác động để nó giảm thiểu đi cái tình trạng phì đại tiền liệt tuyến này của anh. Chính vì vậy cái thời gian sử dụng luôn luôn là dài. Nếu các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đó thì anh có thể sử dụng liên tục trong 3 tháng rồi sau đó anh ngừng một thời gian rồi lại dùng tiếp một cái thời gian 3 tháng nữa. Cái thời gian ngưng này có thể từ 1 tuần đến 2 tuần lễ. Vậy thưa bác sĩ, ngoài việc là mình dùng thuốc thì chế độ dinh dưỡng và tập luyện nó có tác động như thế nào đối với sức khỏe của người bệnh ạ? Bác sĩ có lời khuyên nào về vấn đề này không ạ? Chúng ta cũng biết rằng trong cuộc sống đó thì trị bệnh không phải luôn luôn là dùng thuốc. Dùng thuốc chỉ là một trong những cái cần thiết
trong cái giai đoạn ấy thôi. Để cho cái sức khỏe nói chung và trong đó có cái sức khỏe của tiền liệt tuyến thì chúng ta chú ý chế độ ăn uống nè, chế độ tập luyện nè và cái sinh hoạt trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng cái tiền liệt tuyến nó phì đại vào cái khoảng từ 50 tuổi trở lên. Tuy nhiên ngày nó càng trẻ hóa bởi vì chúng ta hiểu rằng cái cơ chế mà nó gây ra phì đại tiền liệt tuyến là do cái vấn đề của testosterone. Khi testosterone nó giảm thì bắt đầu nó có rối loạn cái nội tiết và cái tiến tiền liệt này nó bị ảnh hưởng liền. Nếu cái cách sống chúng ta thức khuya dậy sớm, chúng ta sử dụng chất kích thích, chúng ta không có chú ý nghỉ ngơi điều độ thì nó sẽ ảnh hưởng liền và nó làm giảm đi testosterone nhiều hơn. Bên cạnh đó trong chế độ ăn uống thì chúng ta chú ý dinh dưỡng phải đa thành phần, đầy đủ các loại, nhất là kẽm, nhất là vitamin nhóm B, nhất là vitamin E, vân vân, giúp cho cái sự hoạt động lành mạnh của tiền liệt tuyến. Và cuối cùng là tập luyện để nuôi dưỡng, làm cho máu huyết lưu thông và đẩy những cái thực phẩm mà chúng ta ăn uống vào đến nuôi dưỡng tất cả mọi bộ phận, trong đó có cái cơ quan của tuyến sinh dục, trong đó có cái tiền liệt tuyến của người nam. Chính vì vậy, phối hợp tập luyện, ăn uống và cuối cùng khi nó vẫn phì đại thì chúng ta mới dùng đến thuốc. Và thuốc thì chúng ta hãy chú ý đến các cái thuốc phối hợp Đông và Tây y để chúng ta có thể giảm thiểu các cái triệu chứng khó chịu và làm giảm đi cái tình trạng đưa đến những cái hậu quả, những cái biến chứng có thể có của tiền liệt tuyến. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin tư vấn vừa rồi dành cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm để xem rằng các nhân vật sau khi lắng nghe phần tư vấn vừa rồi thì sẽ giải quyết vấn đề của mình ra sao nhé. Trời ơi, Quang ơi, em đúng là nhà thông thái của cái xóm này. Dạ, có gì đâu anh. Gì em cũng biết cái trơn á. Hồi nãy nghe bác sĩ chia sẻ nha. Dạ. Anh mới biết là anh chủ quan quá đó. Bị bệnh vậy á mà không có lo đi khám. Dạ. Chủ quan để vậy hoài. Ngày mai á, em chở anh nha, đi gặp bác sĩ để định lại cái bệnh của anh, coi nó sao. Bây giờ anh mới biết á, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó là do tiến tiền liệt có u sơ bị chèn ép á, nguy hiểm quá. Bắt đầu kể từ ngày mai á thì em cũng sẽ hạn chế không cho gia đình của mình á ăn những cái thức ăn như là chua cay nè. Rồi mình phải tăng cường rau củ quả trái cây nghe mình nghe. Ôi em đúng là nhà thông thái nhiều chuyện. Dạ. À không, em đúng là nhà thông thái biết được chuyện. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nè, anh nhớ nha, mỗi sáng anh phải tập thể dục để tăng cường sức khỏe cho mình, rồi kèm theo là không được rượu bia nè, còn thuốc lá nữa. Anh hút thuốc lá rất là nhiều. Bỏ đi, không tốt đâu. Nè nè, với lại hồi nãy đó tôi cũng nghe bác sĩ là chia sẻ là có cái sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược nán hoa trắng là có thể giúp cho chúng ta là giảm u sơ tuyến tiền liệt đó. Đúng rồi. Trời ơi, ở nhà tí em á cũng bị phì đại tuyến tiền liệt, nhưng mà em cho tí em uống sản phẩm này nè, trời ơi thấy cải thiện rõ rệt luôn. Dạ em. Dạ. Sản phẩm nào vậy, chỉ coi. Đây là viên uống chiết xuất từ nán hoa trắng, thải trung kim, xài hồ nam và rau tàu bay, giúp hỗ trợ giảm kích thước khối u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó và tiểu không hết. Sản phẩm đã được chứng minh tác dụng. Sử dụng sao em? Một ngày á, mình uống từ 4 đến 6 viên, chia làm 2 lần. Khi mà kết quả tốt rồi á thì mình có thể giảm xuống còn 2 viên một ngày. Và mình cũng có thể duy trì để ngăn ngừa tiến triển của bệnh. Em sẽ mua cho chồng uống nha. Dạ. Như vậy là từ đây là anh là sẽ là vui vẻ và dạ, khỏe khoắn luôn ha. Dạ hay quá. Tới giờ cơm rồi em về đi, vợ chồng chị ăn. Hãy mời Quang lại ăn cơm chung với vợ chồng. Dạ. Nói giỡn chứ làm sao mà không mời em được. Dạ đúng rồi, cốt yếu qua đây chị để ăn cơm trưa với anh chị rồi. Để điều trị dứt điểm tiểu đêm do phì đại tiền liệt tuyến, người bệnh cần tập trung vào điều trị gốc rễ của vấn đề là giảm kích thước u sơ tiền liệt tuyến. Xu hướng dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược như nán hoa trắng, hải trung kim, rau tàu bay, ngải nhật, vân vân mang đến tác dụng toàn diện và an toàn hơn. Ngoài dùng thuốc, người bệnh cần có chế độ ăn uống phù hợp như ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống đủ nước, tránh bia rượu và các đồ ăn kích thích, tập thể dục đều đặn hàng ngày để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng độ bền cơ sàn chậu. Theo dõi sức khỏe và tái khám thường xuyên để sớm phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Nhãn hàng Vương Bảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình.
Thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến là một căn bệnh ở nam giới trong độ tuổi trung niên. Mặc dù là bệnh lành tính, thế nhưng nếu như chúng ta không sớm chữa trị mà lơ là chủ quan, thì bệnh sẽ gây ra những ảnh hưởng đối với chức năng sinh lý và cả chức năng tình dục. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng cùng với chương trình và chia sẻ thật nhiều những thông tin hữu ích. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Phương Bảo đã đồng hành cùng với chương trình. Mời quý vị cùng đón theo dõi chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng định kỳ vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.